Em đàn bà mà, em chính là Dino Sakura. Hello. Cái đéo gì này? Anh 17 nói thử giọng Dino Sakura xem nào. À các bạn, khi được cân của mình cân của quá trời các bạn. Cái gì à? Sợ giống nghe. Giọng đấy mày chỉ cần ngân giọng lên một tí được. Thả cái tông giọng mày cao lên một tí. Em thả tông giọng cao là. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của NPZ và NTV 17 nha. Quá rồi, trình năng hơi tụt đấy. Anh ngu phát nhá. Vậy chứ. Là nhiều người chửi lắm ấy. Cảm ơn các không hiểu gì hoa. What the f***? Mua ngộ không à em? Chịu rồi. Những cái đứa mà mới mua skin nhá. Luôn luôn là sẽ... Sẽ... Anh vừa bắn trượt em nhìn đấy nhá. Tao lên đầm chiêu rồi chưa ạ? Trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao. Khỉ này đam to nhở. Fire. Chó khỉ nhận cái kết rồi. Mày giải thích ngay đường của mày sắp nát rồi kìa. Em ăn được một trụ thì em trả. Lên đây em đẩy mít à. Top beauty. Chiri papa. Chàng béo quê miền Tây. Tôi là chàng béo quê miền Tây. Hay. Béo nấu cơm là béo nấu cơm. Béo nấu cơm là béo nấu cơm. Ủa, mẹ thằng nhóc su này hình như hack map. Ủa rồi, đéo hack map rồi, thú lắm. Chốt tâm mắt tê. Trẻ con sa mạc truyền tay nhau vài đồng dao. Out. Khỉ. Tôi là chàng béo quê miền Tây. Hay. Hay quá. Tao bắn chết hỏi vậy. What the dog doing? Nó đánh ao kìa. Đứng ở dưới nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về. Phòng cách. Đấy, đi cái lẻ lẻ cái chết ngay. Em quên. Khó cho anh rồi, chúng nó chắc muốn thắng luôn cũng ồ. Lính anh ấy. Thôi. Cái kết. Đấy, nó làm combo đấy. Đéo phải làm nào. Mẹ nào ơi này nữa. Thôi. Má mày. Cái con VZ đi, thằng nào định đánh VZ cất két đi. Ôi, không. Ủa. Ôi. Như kiểu bảo vệ. Na đi mọi người, làm con Na muốn sợ lộ ách. Tao chơi tướng nữ thật đấy. Mẹ con Doria này. Đấy. Đấy, pin á. Chói đa nghi với anh cứt. Ui. Xanh thế. Đấy, cứ cho nó xanh đẫy vào. Đây, do trong pin chuẩn bị lao vào bốn thằng này. À, đây rồi. Bú. Mà gặp ngay đường. Mọi mày từ từ. Em lao con mẹ lên nổi đéo cần phải. Em lao thế quá nhanh cho anh. Em sợ con pen cơ. Đây. Đứng đây cho anh. Đây này. Ủi ôi, trẻ con sa mạc truyền tai nhau. Giết nó anh ơi, Thôi, mình cứ gặp ghép phải một thằng fit như thế thì. Thôi, cứ nhận cái kết mọi người nhá. Rồi, mình cứ thua thế em. Em đéo biết, xong thua xong em biết đâu. Bọn mình chính ra chơi cũng hay mà. Pháp sư nick anh nhiều sở kỳ lắm. Chả thích đi pháp sư nào. Không đi lên BD lắm chả đi. Chịu rồi, thế thôi em đi pháp sư cho. BD lắm mà anh chả đi đâu. Đây anh ơi, okay, cứ phàng này đi. Đánh.
Đây rồi. Anh, tao sợ máy chắc hả? Đây nè. Móc trượt tao chịu rồi. Trượt có một cái thôi. Không, cái đầu tiên tao cảm giác cả cái trượt biết. Đây này. Ui. Em được rồi. Chịu rồi. Trẻ con truyền tai nhau vài đồng dao. Mới ăn lính của tao nữa. Em ăn con nào đâu? Bảo cái thằng rát ra đi ăn đi. Tất cả đều là anh em và đồng. Mày là gì? Phải là bạn của em rồi. Ủa, mẹ con này. Chị này bật cả ulti để ăn con chim ạ. Ừ. Em chạy. Em mà em SP mà anh đi đánh đâu mà. Đây, khổ quá móc nó rồi. Ulti đâu anh? Ulti đâu? Ulti đâu? Kìa. Thôi. Chết chứ. Mặt đất bao la anh em ta về. Còn ở trong rát. Ui ôi ôi. Má. Làm phát đấy kinh. Thằng Lambo này. Ô mẹ. Ôi. Tao đây em. Ra ta này full combo vào mặt em. Ui thằng Na này đánh kiểu gì vậy? Ôi giời. Tao sợ mẹ không có đâu con. Anh ơi. Anh ơi. Ôi giời hay kìa. Đây rồi. Mới mày không được tao chết mày. Được mà. Ôi, nó bằng xương mà đâu. Thằng rát này. Ui. Chó rát chết rồi. Chó rát ngu thật. Kìa anh ơi. Đây hai. Anh đẩy phi tiêu. Sao anh? Đấy. Đấy. Anh chịu rồi. Hơi khó thật. Không đam mà em. Support cho anh thì làm đéo rồi cô đam. Chó mu này sống một kiếp. Ôi giời ơi. Đây này, thằng giáp 1 năm đây này. Chắc đam thằng này. Nếu đam nó to hơn mình. Qua lo tilo. Em phải ulti đã. Ui. Cái móc rắm. Ui. Thôi. Vô lý đấy nhỉ. Tao chạy được. Anh chịu anh con này. Cố lên em nhá. Cố lên em. 1-2. Cố lên. Mà hai em nhanh đéo còn chiêu anh ạ. Không còn chiêu về đi em, thằng gầy béo TV chuẩn bị lên chắc còn đéo được anh em mình không. Đây người béo này đấy chơi được 7 giây 5 giây lên em. Thôi mình phi hóa chơi. Nó trong bụi, nó trong bụi. Ở đây. Ôi hai à hai. Đấy nhé, trong đấy đấy. Đây. Ui. Tốc biến. Gầy béo anh ơi, gầy béo TV. Hay rồi. Giải tán team anh thật.